thằng bờ kinh nó ưa chắc vô lên nó nằm nó cắm he lụm được một cái trứng, đi bắt ốc lụm được một cái trứng, hai cái trứng, ba cái vui quá à. Đi bắt ốc nè. Con đi nhẹ nhẹ con mới thấy được nước đục, không thấy đâu. Vui quá à. Thôi đi bắt ốc quá trời luôn. Mai nấu bún bún riêu với ốc ăn. Đi chơi thôi. Vô. Ông làm kiểu anh kia đi. Anh hai chờ em với. Ông dành ông đi trước á. Đục vô trong ngay chính. Lên đây nè con. Càng kiếm đó. Hả? Đi bắt ốc lượm được trứng vịt nữa. Nãy ngay chỗ kia thấy ốc nhiều quá trời luôn chị hai. Trơn. Mấy trứng à này? Hai trứng hả? Nó có cái nào mà nó có nguyên cung vậy đó. Cái trứng ngày nãy nó nằm ở dưới đây nè. Lú chút xíu xíu vậy nè. Anh tưởng nào cái vỏ trứng không à. Đây, ốc nữa nè. Đây nè. Thấy không, nó lú ra có chút xíu vậy đó. Ừ. Thôi vậy đi tìm trứng thôi. Quá đi. Để em xăng cái quần lên để nó. Hai hai cầm máy em xăng cái quần lên. Trời ơi, lội nước văng gì đó. Nước ngứa. Lượm được 6 trứng. Hãy subscribe.